Đoạn huynh tới muộn. Mới có một trên đường thôi mà sao không thấy hoa huynh đâu? Con cáo đó không đợi được, ra tay trước rồi. Hoa huynh sốt ruột làm đạo thánh thế cơ à? Đạo đạo chúng ta tiến tăng ngang nhau bao năm. Hôm nay món vật trộm trong cung của ai quý giá nhất, kẻ đó chính là đương thế đạo thánh. Hoàng thượng, nghe nói cửu long bối dùng để uống rượu nho là hợp nhất. Thần thiếp muốn thử cho biết. Ái phi chờ sốt ruột. Về đâu? Vào chân bảo các lấy cửu long bối ra đây cho chậm. Tạ ơn hoàng thượng. Tiền bối, thực sự không chịu nổi nữa rồi. Bắc Trấn Phủ Ti Tiểu Kỳ Viên Tiểu Đường kiên trì công phu điêu luyện bao nhiêu năm cũng sắp bị người làm phí hoài. Không có nhu thuật nhận chi thuật thì làm sao người tiến bộ nổi? Viên Tiểu Đường, ai cho người thu thế hả? Ta tin bị mù, không có điếc. Lão mù khó tính, không nhìn thấy chứ gì? Cứ ăn cơm đi. Tiểu đình tử, muội tới rồi à? Ta nhớ muội lắm. Chỉ huy sứ vừa hồi phủ, chắc chắn sẽ giáo huấn huynh một trận. Lúc ấy hãy ngoan ngoãn nhận lỗi, có lẽ sẽ xong chuyện thôi. Cái tên tiểu tử từ Hán kia cậy cùng họ Từ với Định Quốc Công. Phải đấy, đấy là ta. Ta đánh gãy chân hắn còn nhẹ chán. Nhẹ sao? Và lại đã giam huynh 3 tháng trời rồi. Trừng phạt thế còn nhẹ sao? Đúng thế. Há miệng. Ta còn chưa đói. Đây là món mới ta mới học được từ ngự chủ sư đấy. Huynh chê ta tay nghề nấu ăn không tốt à? Không phải, không phải đâu. Há miệng. Thế mới ngoan chứ. Mày bị ra sao? Tiểu đình tử, mày có thù gì với mày? Mày có ngực từ bao giờ thế? Huynh có sao không? Ta đánh huynh đau quá hả? Hình như gãy mũi rồi, để ta xem. Lừa mọi đấy, không được được, nó đòn muốn chết à? Chỉ huy sứ có lệnh cho Viên Tiểu Đường tới đó, đi luôn à? Chúng ta mà đi thôi, đừng để phụ thân đợi sốt ruột. Này, con còn chưa ăn, không ăn nữa, cho ta ăn cá đi. Ông nhìn cho kỹ đi, món này do Tiểu Đình Tử làm, ăn vào tiêu càng nhanh. Ta bị giam ở đây bao năm, chán sống lâu rồi. Bảo mang ra đây, để ta nếm thử tay nghề của Phương cô nương. Được rồi, chờ một lát. Chỉ huy sứ từng căn dặn, không ai được tiếp cận phạm nhân này. Không sao, nếu cha ta trách tội thì ta chịu. Mở cửa. Dạ, dạ. Giỏi tệ. Nán trở. Nán trở Giỏi tệ mà màu xương chẳng còn. Lão mù chết to tự chuốc lấy đi nhé. Giỏi tệ. Không khí bên ngoài trong lành hơn. Tiểu Đường, thực ra một tháng nữa là tới bá mẫu. Tiểu Đường, vương phó sứ, chỉ huy sứ đang chờ cậu bên trong võ đường. Cậu có biết lát nữa phải nói thế nào không? Vương phó sứ không cần phải nói nhiều, ta hiểu rõ rồi. Từ sán. Viên Tiểu Đường, vụ này chưa xong đâu. Lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau trên võ đường. Gặp nhau trên võ đường.
chó cậy gần chủ. Vũ Đình, không được nói bậy. Tiểu Đường, lần nữa cậu ngoan ngoãn xin lỗi hắn ta, đừng để chỉ huy sứ khó xử. Được, dễ mà.